Ok, welcome to my channel. Hôm nay mình chơi một game về Hook Incredible Monster Hook Game Play. Và đây là hook của chúng ta. Game mode Play Now. Ok. Incredible City. À, level 1 này. Khởi đầu từ level 1. Oh yeah. Object Enemy head over in the city, go and save the city. À, bảo vệ thành phố à? Trời ơi, Hook mà lại còn chơi súng như này, chơi cửa gì? À, bên này có này. Đây rồi, nhìn thấy ba chấm đỏ đó rồi. Một thằng giật cho mày chết hết luôn này. Rồi. Ok. Hook the set. Like. Để đây, The City Control. Đến những điểm chỉ định này à. Ok. Đây rồi, có mấy thằng mặt lợn đây rồi, xử lý bọn nó nào, giật xếp cho mày chết hết. Hai bé đã đi hết đây. Ok, biết hút chưa, biết hút chưa, biết hút chưa. Ok, đây rồi, ui. Thằng này bắn mình này. Ok, qua màn 2. Level tiếp theo. Ồ xa thế. Đây là có một thấy một điểm trắng trắng này. Không thấy điểm đỏ đâu này. Cứ ra điểm trắng đấy đã này. Ok, ui. Wow. Một thằng. Đông vậy. Đồng thế, giết hết cho nó. Thằng da xanh kia còn có dâu kìa. Dị hợp. Rồi. Hello. Một bé nữa. Ê. Một thằng này ở đây này. Khử nó. Khử nó. Ok. Ô. Đứng cần vậy mày. Chơi bời. Nào, 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 nào. Ok. Đầu này vẫn còn một thằng. À hết rồi. Ôi, gì mà mình khó đấy. Rồi, quay lại đây giữ xử nốt với thằng này là xong. Đâu rồi? Ôi, chạy xa vậy mày. Ra đây nộp mạng đi. Tưởng thế nào? Tưởng thế nào? Ok, màn thứ ba. Level 3. Uầy, phần này đông nhỉ. Đông như con nguyên vậy.
Một thằng đi này. Húc, anh có súng đấy, đừng có đùa. Đâu này có đây đúng không? Đây rồi. Thấy con lợn đây rồi. Một thằng này. Này đi vòng quanh thành phố mới diệt hết bọn này. Ừ ha, chắc phải đi thế rồi. Tèo chưa? Chưa đến nơi đã tèo hết rồi. Húc này là hơi bị hèn nha. Ok. Thí sinh tiếp theo. Thí sinh tiếp theo. Ấy. À, chết rồi. Diệt hết bọn này cũng mệt. Đồng thê. Bắn mãi không hết. Ok. Ui giời, vẫn còn một thằng bên này nữa. Mẹ, giải quanh thành phố à? Vừa vừa đấy chứ. Đi tìm cũng mệt. Đây rồi. Còn 5 đối tượng nữa thôi. Cố gắng tiêu diệt hết 5 đối tượng này thì nghỉ. Ok. 4 này. Level. Ok. Ba thằng nữa à. Đây rồi. Hai. Diệt nốt thằng này là còn một thằng. Người xanh có dâu. Đi. Ở bên này à. Đâu rồi, ra nốt đây nó mạng đi. Mệt mỏi. Đây rồi. Thấy rồi nha. Thấy rồi nha. Ok.